bị hết được ở kiếm cá rồi đúng không? Rồi sắp tới là ở đâu? Tôi chưa biết nữa. Phòng anh rộng lắm á. Anh ở anh không lấy phí đâu. Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Hôm nay không chạy xe kia nữa, mình chạy ép trộm chó. Chiếc ép mà ngày đầu mà mình chở Trinh. Thì ngày đầu mình gặp Trinh là mình chạy xe ôm bằng xe máy nha anh em. Và hôm nay thì mình sẽ lại chở Trinh đến cái nơi mà lần đầu mình gặp Trinh, đó chính là Gigamon. Để gửi gửi món quà mà anh em donate tới Trinh. Hôm nay chờ mười mấy tiếng đồng hồ mới chịu xuống. Rồi chưa? Lát là phải phạt cả nha. Đi thôi. Bữa nay không có cam trước nha anh em. Tại mình không có cái nón kia nó hư rồi, mình không đeo cái cam trước được. Để mình mua nón mình gắn sau. Tham gia. Lâu ngày không chạy dạ, công tay bị quên mất thao tác. Ôm vô nha. Lâu ngày anh không chạy con tay mà em biết rồi đó. Con tay rất là khó chạy. Em chạy cho. Trong Gigamon có B&G không ta? Em muốn mua ở đâu? Dạ. Em muốn mua đồ ở đâu? Mua đồ gì vậy? Mua vàng hay là lắc tay hay là dây chuyền? Thích mua ở nào? Đang chạy kim biên mua cho được nhiều hả? Ê, chạy kim biên. Chạy kim biên 3 triệu là mua nha, chắc cả ký á nha. Cả ký inox luôn á. Thích mua vàng chỉ để dành không? Hay là sao? Muốn mua cái gì? Vàng chỉ để dành hả? Nhưng mà chỉ được nửa chỉ thôi. Nhưng mà mua nữa chị. Vàng bây giờ có phải là lỗ không anh? Đang giảm giá dữ lắm. Hả? Vàng đang giảm giá dữ lắm. Giảm hả? Sao? Mà em mua về nữ trang còn mất giá hơn nữa. Thôi để đi ăn đi. Không, mình đi mua ở đó trước chứ để người ta đóng cửa. Giờ này trễ rồi. Chị em bảo là để đi ăn đi. À, để tiền đó đi ăn hả? Tiền đi ăn thì đương nhiên là anh có mà. Còn tiền kia là tiền mà quà của em, không phải không được. Nhưng mà em có muốn để dành không? Hay là muốn mua một cái trang sức gì đó đeo hàng ngày cho nó vui cũng được. Mua gì đeo đi ha. Anh thấy lỗ tai em bị bên trên có, bên dưới không có đó. Có muốn mua bông tai bên dưới. Em xài đồ kiểu con gái á, đâu có đeo một loại đâu. Cho nên là đeo đồ giả không á. Bữa nay đeo cái này, mai đeo cái kia. Nhưng mà đồ giả cũng phải mua cái loại mà nó ok xí nha. Đồ giả ok xí. Đồ giả mà Trung Quốc quá là đeo vô nó sẽ bị hư tai đó. Thì anh thấy nhiều người bị ấy đó. Đi vào đây. Ở đây có một cái PNG. Đang treo cho. Em muốn tìm bông tai tầm 3 đến 4 triệu. Vàng trắng hay vàng vàng ạ? Vàng trắng hay vàng vàng? Trắng đi cho trẻ trung nhỉ? Trắng á. Wow. Phê chưa? Muốn đeo sát tay hay là mình muốn đeo khoen ạ? Sát tay. Sát tay. Mà kiểu trẻ trung xíu chị đeo đúng không chị? Em thích tròn hay là thích bầu dục hay là thích bông hay là thích như thế nào? Mình phải có hình dạng trước thì nó dễ chọn kiểu hơn chứ. Hôm nay cái mẫu này là nó vòng qua luôn. Mấy mẫu này sáng lắm rồi. Cái này anh mua nha.
Lúc mà nắng vô la lên cái nha. Đeo luôn được không em, hay là phải tính tiền xong rồi mới được ấy? Dạ, tính tiền xong mới được đeo á. Ờ vậy hả? Thế thôi, tính tiền cho anh đi. Được rồi, anh cảm ơn nha. Dạ. Hóa đơn chị đi. Cho em xin hỏi tên của chị nha. Dạ, Mai chị Dương. Dạ. Mai Dương chị Ngọc. Mai Dương Trình. Cho em xin số điện thoại của mình nha. 0396 0346 12. Đẹp không? Phải, phải, con gái vào đây là nơi thích nhất đúng không em? Trời ơi, coi cái dòng này đẹp dễ sợ thiệt chứ. Lễ giá tiền ha. Biết để mình cố gắng mình phấn đấu nha. Hả? Không để giá hả? Bên đây là quay đồng hồ nè. Cũng tầm 5 đến 6 triệu đến 7 triệu. Cái này đẹp quá ha. 4.180.000. Đang ở trạng thái mê mẩn dây chuyền. Tới công chuyện thiệt chứ. Em ngồi xích vô xíu em. Em ngồi xa quá, anh cảm giác nó như kiểu em sắp rớt, anh lo lắng lắm. Mà anh đã lo lắng rồi là anh không chạy xe được. Hôm giờ chung là sức mạnh của ẹt trộm chó thì anh không thể lường trước được nha. Bởi vì nó cần phải có những cái pha bứt tốc như vậy. Em biết tại sao người ta gọi là người ta lại dùng cái xe này để trộm chó không? Tại vì là nó như kiểu nó bứt tốc nhanh à, chỉ cần về số lên ga một phát thôi anh mất tiêu một chó. Này nói đùa thế thôi chứ mà mấy anh trộm chó thì mấy anh đổi nghề đi nhá. Chứ mà con chó người ta nuôi bao nhiêu tình cảm mà mấy anh bắt mất tiêu. Tại vì mình cũng từng nuôi chó rồi, cũng từng bị trộm mất chó đau lòng đó. Sinh nhật năm 12 tuổi của em á, chó nhà em bị trộm mất đó. Hôm đó đúng ngày sinh nhật của em, em chạy em đuổi theo cái ông trộm chó em khóc luôn. Trời ơi là trời mà ông không trả cho em. Trả gì, ông trả cho em ông bị đánh te đầu. Ông trộm xong ông lại nói nè, tao trộm chó xong rồi nè, tao trả mày đó. em tính đợi ông nói câu đó. Nói chứ ở trong Nam mình hiền á bạn, ở ngoài Bắc mấy người mấy thằng trộm chó bị đánh là thừa sống thiếu chết luôn á. Trong miền Nam thì bắt rồi giao công an chứ không, ở ngoài Bắc bắt được mấy thằng trộm chó đánh ghê lắm. Đường này quẩy ghê nha. Đây, chính cái chỗ này. Chỗ này là ngay chỗ mà ngày 8 tháng 3 năm trước mà mình đón Trinh. Hôm nay là quay lại đây đứng xíu cho có kỷ niệm. Hôm đó là hơi lâu ra nha, hôm đó là hơi quạo đó. Tính là hủy cuốc rồi đó. Nhưng mà vì là tên là Trinh á, cho nên là không hủy cuốc á nha. Ở cái này đi vô cái quán mà Trinh làm để ăn nha anh em nha. Để xem cách phục vụ của cô gái này như thế nào. Ở đây người ta chơi cái gì đông vui quá. Lại chơi biển. Qua đây có view đẹp quay cho anh em xem. Cầm nhầm anh đi, ra anh vô anh kiếm cho con về tối về ôm chơi.
Bao nhiêu một lần bắn đó em? Dạ? Bao nhiêu một lần bắn á? 50.000 5 viên ngã hết là được con có bông. Rồi làm sao để trúng mấy con gấu to này? Dạ gấu to là dưới khác thôi. Bao nhiêu thì ấy? Gấu to, gấu to bao nhiêu? Có ngày là 170 một viên, rớt một banh là lấy luôn. 170 một viên. Con này thì có 130. Ảo thật, lấy 170 mua một viên rồi thôi, mua gấu luôn cho rồi. Đúng không? Nè em. Mình lựa dễ chứ mình làm. Ê em 170 mà bắn trái to 130 hả? Dạ bắn cái nhỏ anh. À tưởng đâu được bắn trái to chứ. 130 hay 170? Dạ con bò này 130. Con gấu này thì con gấu 170. Rồi còn nhiều mức giá khác nhau nữa cơ. Thôi coi như là 20.000 là ấy hết đó. 20.000 test trước rồi nè. Ủa nó đụng mà sao nó không gớt ta? Cái này bắn cái rớt hai trái luôn. Sao thấy nó ảo quá vậy? Em ơi, cái này anh bắn một viên mà rớt hai trái luôn. Bốn. Ủa vậy hả? Sao ảo vậy? Bắn không rớt thì là tính ấy, còn bắn rớt. Người ta có câu là một mũi tên trúng hai đích mà em. Người ta có câu một mũi tên trúng hai đích mà. Anh làm được điều đó thì em phải tuyên dương anh chứ. Đúng không? Bốn trái. Ba trái. Ba trái được cái gì? Cục cà rốt 20.000. Cảm cho thắng mấy. Bỏ cái cà rốt ra coi. Anh thấy ghét cái trái cà rốt rồi đó. Bỏ trái cà rốt ra. Trả trái cà rốt đây. Vô. Lưu cái đầu. Là hết thịt để ăn luôn rồi hả? Ảo thiệt. Hết đồ ăn rồi. Không đặt trước hết đồ ăn. Chết rồi, không được vô cái chỗ ngày xưa ở Trinh làm để ăn rồi. Bây giờ thôi đi ăn cái khác anh em à. Anh đeo giùm cho. Em đeo sai cú pháp. Cú pháp đeo mic đó phải là mở mic. Nhìn vô cái chỗ đeo. Đeo mic. Không đeo nó được, đeo đó nó không tốt. Tới công chuyện thiệt anh em à. Hôm nay mặc đồ tới công chuyện lắm luôn á nha. Hư lắm nha. Rồi mà anh em ăn bánh canh ghẹ cùng với cả mình với cả Trinh nhá. Trước khi ăn á thì từ từ đi à, bởi vì ăn là nó hơi dính tay xíu. Đấy là kêu con cua, bánh canh cua bạn. Đó nó ra là kêu cua ra để mình gỡ mình bóc cua cho Trinh ăn á. Nhưng mà hết rồi các bạn, hết cua rồi. Quán ngon cho nên là người ta bán hết sớm. Đầu tiên là món quà này. Em mà hư anh sẽ tích đít nè. Đó, món quà trị giá 20.000. Tiếp theo là món quà chính của ngày hôm nay. Đây anh em, món quà chính của ngày hôm nay đến từ thương hiệu B&G. Thì tính là mua nửa chỉ vàng cho Trinh để dành, nhưng mà nửa chỉ vàng thì lại không tới 3 triệu à, tầm 2 triệu 7 thôi, còn dư ra 300 thì mình cũng không có ăn uống gì, cho nên là mình chuyển qua mua bông tai cho Trinh thì nó lại hơn 3 triệu rưỡi. Nhưng mà đối với những gì mà Trinh đã đi dành thời gian đi quay cùng mình thì nó không thành vấn đề. Còn tổng số tiền donate của anh em thì để về mình cộng lại hình như là nó khoảng 2 triệu thì mình về mình tổng kết chính thức một lần nữa cho anh em xem nhé. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã cùng mình tặng món quà đến Trinh.
tới tiết mục rất là hồi hộp. Đó giờ mua hàng ở B&G bao giờ chưa? Chưa luôn. Hồi nãy vô thấy khoái quá trời, đi vòng vòng coi quá trời coi. Mà tại vì là trong cửa hàng trang sức á, cho nên mình cũng ngại quen. Dễ thương cho anh em. Đây là bên trong của B&G. Có một cái túi hút ẩm để bảo quản trà cho nó nóng. Trước khi mình làm chuyện ấy thì mình phải khởi động dạo đầu cho nó nóng, đúng không? Quá trời quá đất. Ê, sao nó cứ rớt rớt á nhỉ? Đây, xin ông anh em. Quà của anh em tặng cho Trinh đó. Anh mượn cái đó luôn. Em cầm lại cái trắng luôn. Giờ móng tay mình nó hơi dài, anh em thông cảm nhé. Anh em tặng cho Trinh món quà này á nha. Giờ mình sẽ đeo cho Trinh. Khoái khoái chảy nước miếng. Đó giờ đeo hàng hôm nay mắc nhất từng mua là bao nhiêu? Hả? Chắc trăm mấy, 200. Trăm mấy, 200. Em đeo bạc ấy. Đeo bạc hả? Dạ, mà em đeo là bông tay mặn. Bông tay bạc nó cũng rẻ mà đúng không? Dạ. Mà nó cũng đẹp mà. Còn cái này là vàng trắng nha. Đâu thưởng cho cái coi. Em thưởng anh em nhưng mà anh nhận giùm anh em. Đúng là con trai của ta. Hết tài quá đất. Ở bên đây chơi. Đau không? Đau. Ok, nó kêu cái tách rồi đó. Ok. Nó kêu rồi mà đúng không? Em nghe kêu cái tách rồi mà đúng không? Đẹp chưa anh em? Đẹp chưa, đẹp chưa? Thôi cái này để vào ba lô. Để nó bay mất. Nó... mình không có ý gì nhưng mà kiểu đeo lên cái nhìn nó khác biệt. Ví dụ như lúc trước là xin 10 phần đúng không? Bây giờ đeo lên phát xin 10 cộng luôn. Nào để anh xem ha. Để anh so sánh. Đây để mình cho anh em coi vòng tay. Cái kia là bao nhiêu tiền? Cái này là bạc nha. Cái này là em mua một đôi như là 70 ngàn gì. Một đôi 70 nghìn. Đây đây đây. Một đôi 70 nghìn xia, một cái là 35 nghìn. Đây anh em, cái này 75k. Cái này 3 triệu rưỡi là 1 triệu 750k. Anh em thấy nó khác biệt chứ. Mình nói nói chung là anh không có ý che đồ kia. Chỉ là hôm nay thì mọi người donate thì mình đeo hàng xịn hơn xí thôi. Chứ ai cũng phải có giai đoạn mà bạn. Phải có hủ trước xuống sau chứ. Thôi ăn đi. Mời anh em ăn cùng mình với cái Trinh nhá. Tính là đi Gogi House. Đi cái quán mà ngày xưa Trinh Trinh làm á. Để mình vô đó mình hành Trinh. Đấy, cho em nướng thịt đút cho mình ăn. Nhưng mà vô người ta nhân viên nói với mình câu: anh ơi em hết đồ để bán rồi. Trả lời câu dễ thương ha. Thay vì trả lời câu hết bàn rồi thì nghe nó không có được nó không có được nói chung là nghe nó sẽ bị cảm giác hơi không cảm xúc xíu. Nhưng mà của bạn đó, bạn nói là anh ơi em hết đồ để bán luôn rồi. Nghe nó mặc dù là hết bàn á, nhưng mà nó cứ bị vui vui thế nào á. Thôi mà anh em ăn nhá. Bánh canh cua. Bánh canh mới mua. Thơm ngon. Mời bạn ăn nha. Cái trên TikTok á hả? Bánh canh cua Phạm Văn Đồng, quán làm thơm ngon. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ăn nha. Dương Chinh, Hà Tĩnh sản xuất. Thơm ngon, không mời bạn đâu, giờ tôi ăn nha. Không chờ bạn đâu, giờ tôi ăn liền. Không mời anh em đâu. Em ăn rau này được không? Rau này nó đắng đắng. Ăn giá nha. Giá được không? Em ăn chín thôi. Giá chín rồi hả? Anh thì anh ăn tươi nước sống quen rồi. Cho nên mấy này chuyện nhỏ. Anh còn ăn được cả mấy cái con mà nó mấy chục ký luôn á. Nó sống nhăn luôn á. Anh vẫn ăn tốt. Ví dụ. Cá voi hả? Cá
cá hồi với cá ngừng. Sushi hả? Ừ. Sớm mình coi clip TikTok của em bé Hoa Hướng Dương nhìn rất xỉu. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Có giây ta duyên hai đứa thương tới xa. Anh nói mai này em sẽ nói cùng anh. Hãy khoan hồ khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao. Có giây ta duyên hai. Nhưng mà em thiếu cái đoạn. Cái đoạn mà bê xong rồi còng lưng xuống á. Trời ơi, anh lực lưỡng chưa? Ồ, thanh niên rồi bê đi te mà nhắn rồi. Bê muốn qua xong muốn xỉu. Đi thấy anh thiệt, anh nhìn anh còn sợ em luôn, em bê em đi như không luôn á. Quá khỏe. Rồi bữa sau bạn em chở em về hả? Em bắt ra. Tại bạn em chiều quá. Đi chơi xong em tự bắt Grab về các bạn. Tại vì là lúc đó cái xe đóng cửa mà ngủ ở nhà bạn. Cho nên phải tự bắt Grab về. Mà chuẩn bị hết được ở cái quán rồi đúng không? Rồi sắp tới là ở đâu? Em chưa biết nữa. Phòng anh rộng lắm á. Anh ở anh không lấy phí đâu. Mà ngược lại ở còn cảm thấy sung sướng nữa. Sao? Anh dụ em. Anh dụ gì? Anh chỉ muốn làm người tốt, anh muốn tạo điều kiện cho em thôi. Anh mà gọi là có ai cho anh ăn ở miễn phí là anh ở ngay, mà tại không có ai. Giờ em á, giờ mới ra trường, dịch bệnh nữa. Thôi qua bên anh ở miễn phí. Mỗi ngày lại được anh gọi là chăm sóc nhiệt tình chu đáo nữa chứ. Sao? Mà đặc biệt em mà chịu qua bên anh ở hơn là sẽ rất nhanh tăng cân. Hả? Sao? Hay là thích mẫu người như vậy vừa rồi ha? Tự đâu muốn tăng cân thì qua bên anh. Bên anh có cái gọi là cái món ăn nó thơm ngon, ăn vô là tăng cân ngay. Sao anh không tăng cân? Dành cho em thôi, chứ con trai không tăng được. Hả? Tăng cho em thôi chứ con trai không tăng được. Sao kỳ hả? Ừ. Ở trên này tới tháng thì về nghỉ sớm đi. Tại không đi tới tháng thì anh anh chở đi chơi thêm. Cái chữ lè là đi chơi thêm. Và hôm nay là cũng hơi đặc biệt các bạn. Trên con gái mà bình thường. Hồi chiều mình có rủ trên nói là hơi đau bụng để xem tính sao đã. Nhưng mà vì là hứa với anh em rồi đó, cho nên là mình cũng muốn quay sớm để gửi tới các anh em. Nói chung là từ sớm tới giờ mình cũng đã đi mua và gửi gắm tình cảm của tất cả các bạn, các cô chú anh chị vào trong cái đôi vòng tay này để gửi đến Trinh. Một lần nữa cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành tình cảm cho hai đứa. Vô, cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho em. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Bỏ cái tay ra nhìn cam nói chuyện thôi. Chúc mọi người sức khỏe, chúc ai trời. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Luôn vui vẻ, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ủng hộ em và anh Hoàng nhiều nữa nha. Mình thì sắp tới mình chuẩn bị đi khỏi Sài Gòn rồi, chuẩn bị ra Hà Nội rồi. Cho nên là, nhưng mà Hà Nội đang dịch quá cho nên có lẽ là mình xuống Đắk Lắk trước. Xuống Đắk Lắk, xuống Vũ Quốc Hải chơi. Ở dưới có là nhiều lắm. Cho nên là xuống dưới rồi là quay cảnh đẹp cho anh em xem.
đi kỹ voi. Tao cũng muốn về Đắk Lắk không? Đi không? Anh chở đi. Nhưng mà giờ em đang thực tập mà. Nói chung là trên bận công việc cho nên là không đi chơi xa với mình được. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình chở Trinh về nghỉ ngơi. Thì hôm nay Trinh cũng hơi mệt trong người. Bàn giao nốt cái vỏ. À. Mới ngoan nha, không ngoan là anh tét đít đó. Rồi, Trinh về đến nhà rồi anh em nha. Nên đi chơi tiếp nhưng mà Trinh mệt cho nên là về nghỉ. Rồi nghỉ ngơi sớm đi nha. Bye bye. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Thôi đi đi, đi vô đi, đi vô đi. Buổi tối đâu, chứ mà ngày buổi tối vui vẻ. À. Bye bye. Chỗ này đông sớm người lắm nhưng mà. Cảm ơn các bạn đã xem clip ủng hộ hai đứa nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bye bye.